cho chú Sáu một tràng vỗ tay luôn. Chào cả nhà, thì chú Sáu hôm nay thấy mình thân thiệu nên chú Sáu tặng một cái bài là tiếng đàn ta lư. Dạ. Chú Sáu một tràng vỗ tay luôn. Con cảm ơn chú Sáu rất là nhiều nha. Dạ. Nhờ tình cờ thì con có duyên nên mới gặp chú Sáu ở đây. Con cảm ơn chú Sáu rất là nhiều. Mà chú Sáu uống cà phê đi. Chú Sáu ơi, hôm nay thì tình cờ con gặp được chú Sáu ở đây cũng là một cái duyên. Rất là may mắn để con được gặp chú Sáu trên cái chợ này. Chứ hàng ngày thì con gặp chú Sáu trên mạng qua YouTube thì con chỉ gặp qua bên bến đò sông Hậu, bến đò Cồn Khương thôi. Hôm nay ở Cần Thơ thì hôm nay con gặp chú với lại anh Út, thì chúc chú với anh Út luôn có một cái sức khỏe tốt để mà hàng ngày còn mưu sinh trên cái cuộc sống mình. Nếu như mà Mạnh Thường Quân nào có gặp chú được giúp đỡ chú, có hoàn cảnh cho chú một cái căn nhà thì chú sẽ ổn định hơn trong cái cuộc sống của mình, và mọi sự đều may mắn đến với chú cũng như là với cô. Con xin chào chú. Số điện thoại nhắc lại với cả nhà nhớ, thì số điện thoại của anh Út là số điện thoại 079 77 268 77. Đó là số điện thoại của Út, người mà luôn đồng hành cùng với lại chú Liêm trên mọi nẻo đường. Con chào chú. Đó, hàng ngày thì anh Út phải chở chú Sáu. Sau khi mình trò chuyện với lại anh Út với chú Sáu xong thì anh Út và chú Sáu lại tiếp tục cái hành trình của mình, giống như đôi bạn thân quá ha anh Út ha. Tại vì chú Sáu thì không thấy đường nên phải nhờ anh Út chở. Dạ dạ.